gọi là Na Đo Thơ, ngàn vạn Na Đo Thơ là tần bà. bimbara ngàn vạn tần bà gọi là Ca Thơ. Ga quả Ca Thơ gọi là A Tăng Kỳ. Như vậy trong số 3 A Tăng Kỳ, nếu tu hành hết một A Tăng Kỳ thì tu A Tăng Kỳ thứ hai. Tu hết A tăng kỳ thứ hai thì tu A tăng kỳ thứ ba. Ví như phép toán số đếm từ một đến trăm, đếm trăm xong trở lại từ một. Như vậy Bồ Tát qua một a tăng kỳ rồi trở lại kể từ một khởi đi. Trong a tăng kỳ đầu, tâm không tự biết ta sẽ thành Phật hay không thành Phật. Trong a tăng kỳ 2, tâm tuy biết được ta chắc chắn thành Phật nhưng miệng không nói ta sẽ thành Phật. Trong a tăng kỳ 3, tâm tự biết rõ ràng sẽ thành Phật, miệng tự pháp ngôn không chút sợ. Ta trong đời sau sẽ thành Phật. Phật Thích Ca Văn kể từ Phật Thích Ca Văn quá khứ đến Phật Lạc Na Thi Khí. Rát Na Si Khin là A Tăng kỳ đầu, trong khoảng ấy Bồ Tát vĩnh viễn xa lìa thân mỹ nhân. Từ Phật Lạc Na Thi Khí đến Phật Nhi Đăng, Điếp Sạm là A Tăng kỳ thứ hai. Trong khoảng ấy, Bồ Tát cúng dường Phật Nhi Đăng bảy cành hoa sen, trải áo da nay trải tóc lên đống bùn để lót đường cho Phật đi qua. Phật Nhi Đăng liền thọ ký cho Bồ Tát. Ông tương lai sẽ thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Từ Phật Nhi Đăng đến Phật Tỷ Bà Thi là A Tăng Kỳ thứ ba. Nếu qua khỏi ba A Tăng Kỳ kiếp lúc ấy là lúc Bồ Tát gieo trồng nghiệp làm nhân duyên cho 32 tướng. Hỏi, nghiệp cho 32 tướng có thể gieo trồng ở tại đâu? Đáp, ở tại cõi dục chứ không phải tại cõi sắc, cõi vô sắc trong năm đạo của cõi dục ở tại nhân đạo gieo chồng trong bốn châu thiên hạ tại châu diêm phù đề gieo chồng chứ không phải châu câu gia ni uất đát la việt phất ba đề ở tại diêm phù đề thì từ thân nam tử gieo chồng chứ không phải nữ nhân lúc có phật xuất thế gieo chồng phật không xuất thế không thể gieo được vì duyên thân phật mà được gieo duyên thân khác không được gieo hỏi nghiệp của 32 tướng là ở nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nghiệp nào được gieo? Đáp, ý nghiệp gieo không phải thân nghiệp, khẩu nghiệp vì sao? Vì ý nghiệp lanh lợi. Hỏi, ý nghiệp có 6 thức nghiệp của 32 tướng ấy là ý thức gieo hay là ngụ thức gieo? Đáp, là ý thức không phải ngụ thức vì sao? Vì ngụ thức không thể phân biệt vì thế nên ý thức gieo hỏi tướng nào gieo trước tiên đáp có người nói tướng bàn chân bằng phẳng gieo trước tiên vì sao vì trước phải đứng vững rồi sau mới có thể gieo các tướng khác có người nói gieo tướng mắt xanh biết trước được tướng mắt này là mắt đại từ xem chúng xanh tuy có lời ấy nhưng không hẳn như vậy nếu nhân duyên của tướng nào hòa hiệp là bắt đầu gieo hỏi một ý tứ gieo hay nhiều ý tứ gieo? Đáp, 32 ý tứ gieo 32 tướng. Mỗi một ý tứ gieo mỗi một tướng. Mỗi một tướng có trăm phước đức trang nghiêm. Hỏi, bao nhiêu gọi là một phước đức? Đáp, có người nói, có được nghiệp báo làm chuyển luân thánh vương ở trong bốn châu thiên hạ hưởng thọ phước lạc được tự tại ấy gọi là một phước đức. Đủ một trăm phước như vậy thành một tướng. Lại có người nói, làm thích đề hoành ơn ở trong hai cõi trời được tự tại ấy gọi là một phước. Lại có người nói, làm vị thiên vương tha hóa tự tại ở trong cõi dục được tự tại ấy gọi là một phước. Lại có người nói, trừ Bồ Tát Bổ Sứ, phước báo của hết thảy chúng sanh có được ấy gọi là một phước. Lại có người nói, sau khi kiếp của trời đất chấm hết do hết thảy phước đức của hết thảy chúng sanh cộng lại mà quả báo của tam thiên đại thiên thế giới được thành lập ấy gọi là một phước lại có người nói phước ấy không thể lường không thể thí dụ mà biết được như hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều mù mắt có một người chữa khỏi ấy gọi là một phước tất cả người đều bị chúng độc một người trị khỏi tất cả người sắp chết, một người cứu thoát khỏi. Tất cả người phá giới, phá tránh kiến, một người dạy cho được tịnh giới và tránh kiến. Mọi việc như vậy đều là một phước. Lại có người nói, phước ấy không thể lường, không thể thí dụ. Bồ Tát ấy ở vào A Tăng kỳ thứ ba thì tâm tư duy về hạnh lớn, gieo trồng nhân duyên về 32 tướng, vì vậy phước ấy không thể lường, chỉ có Phật mới biết được hỏi, Bồ Tát trong bao lâu thì gieo trồng được một phước? Đáp, chợ lắm là 100 kiếp, nhanh lắm là 91 kiếp. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong 91 đại kiếp tu hành xong 32 tướng. Như vậy trong kinh nói, kiếp quá khứ lâu xa có Đức Phật hiệu Phất xa Gracia, chấm, bây giờ có hai Bồ Tát, một là Thích Ca Mâu Ni và một là Đi Lặc. Phật Phất Sa muốn quán, xem tâm Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã thuần thục chưa, tức quán thấy biết tâm Ngài chưa thuần thục mà tâm các đệ tử Ngài đều đã thuần thục. Còn tâm Bồ Tát đi lập thì đã thuần thục mà đệ tử Ngài thì chưa thuần thục. Bây giờ Phật Phất Sa nghĩ như vậy, tâm của một người dễ giáo hóa được mau, tâm của nhiều người khó thể đối trị mau. Suy nghĩ như vậy rồi, Phật Phật Sa muốn khiến Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni được mau thành Phật nên lên trên núi tuyết nhập họa định ở trong hang báu. Lúc ấy Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đang là ngoại đạo tiên nhân lên núi hái thuốc trông thấy Phật Phật Sa đang ngồi trong hang báu nhập họa định phóng hào quang thấy vậy rồi tâm hoan hỉ tín kính đứng co một chân chấp tay hướng phật một lòng chiêm ngưỡng qua bảy ngày đêm không thấy chớp mắt liền nói một bài kệ tán phật thiện thoại ợn thiên hạ không ai bằng phật mười phương thế giới cũng không thể sánh những gì ở thế gian tôi thấy hết tất cả không có ai sánh ngang phật qua 7 ngày đêm nhìn kỵ thế tôn, mắt chưa từng chớp mà vượt qua được 9 kiếp còn ở trong 91 kiếp được thành vô thượng tránh đẳng tránh giác. Hỏi, nếu Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thông minh biết nhiều, có thể làm nhiều bài kệ hay? Cớ sao qua 7 ngày đêm mà chỉ có một bài kệ tán Phật? Đáp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni quý ở tâm tư mình chứ không quý ở nhiều lời. Nếu còn lấy các kệ khác tán Phật thì tâm bị náo loạn thế nên qua 7 ngày đêm chỉ lấy một bài kệ tán Phật. Hỏi, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni vì sao tâm chưa thuần thục mà tâm đệ tử lại thuần thục? Còn tâm Bồ Tát đi lập thuần thục mà tâm đệ tử lại chưa thuần thục? Chấm hỏi, đáp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni tâm vì lợi ích chúng sanh nhiều mà tự vì mình ít. Còn Bồ Tát đi lập tâm vì kỷ thân nhiều mà vì chúng sanh ít. Từ Phật Bệ Bà Thi đến Phật Ca Diếp trong khoảng 91 kiếp ấy, gieo trồng nghiệp nhân duyên cho 32 tướng xong thì đầy đủ 6 ba la mật. Những gì là 6? Đàn ba la mật thi la ba la mật xà đề ba la mật tỳ lê gia ba la mật thiền ba la mật bát nhã ba la mật. Hỏi, đàn ba la mật được đầy đủ như thế nào? đáp, có thể bố thí tất cả không ngăn ngại gì cho đến khi đem thân mạng mà cho tâm vẫn không tiếc. Thí như vua thi Tỳ. si bi, đem thân mà thí cho chim bồ câu. Bản thân của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni bấy giờ là vua thi Tỳ. Vua đã được quy mạng cứu hộ Đà La Ni rất tinh tấn, có tâm từ bi, xem tất cả chúng sanh như mẹ thương con gặp lúc ấy không có phật thích đề hoành ơn thọ mạng gần dứt tự nghĩ nơi nào có phật bậc nhất thiết trí rồi đi hỏi khắp nơi mà không ai đoạn nghi được nên biết hết thảy đều không phải là phật liền trở lại trên trời ngồi mà yêu sầu bấy giờ có vị trời tên là tỷ tùa kiết ma giỏi